chương 461, không có một ai. Ngân Nguyệt là Đông Nghi Thần Quốc người, sinh ra ở Đông Nghi Thần Quốc Bắc Bộ bên trên cánh đồng tuyết. Nơi đó hoang vu, rét lạnh, sinh tồn là ở đây hết thảy mục đích, mỗi thời mỗi khắc cũng chỉ là vì có thể sống sót mà cố gắng. Người nơi này là bị lưu đầy người, bọn hắn bởi vì tội mà sinh, lại chỉ có thế gánh vác lấy tử vong tiến lên. Mà thoát đi ở đây, chính là tất cả mọi người mong đợi. Ngân Nguyệt là thành công chạy trốn ra ngoài người, đã trải qua cực khổ, liền rất khó lại nhìn thấy mỹ hảo, nàng cũng sẽ không tin tưởng mỹ hảo. Mà vô tình cùng trí tuệ của nàng liền trở thành tốt nhất vũ khí, cũng thành công tại cái này có chút thần bí trong đoàn thể trổ hết tài năng. Lần này, nàng tiếp thụ lấy một cái nhiệm vụ, giết chết một vị hoàng tử. Cái này nghe cũng không phải chuyện khó khăn gì, hoàng tử mà thôi, ngay cả hoàng đế bọn hắn đã từng ám sát qua, nhưng vị này hoàng tử là khương quốc hoàng tử, cái kia vang danh thiên hạ người. Nhiệm vụ như là đã phát hạ, liền không có khả năng sửa đổi, cũng chỉ có giết hắn. Nhưng bởi vì một sự kiện, nàng cải biến chủ ý. Cái chủ ý này rất kém cỏi, liền chính nàng cũng là cảm thấy như vậy, thế nhưng là sai lầm đã phát sinh, cũng chỉ có thể lựa chọn một đường đi tới. Nhìn xem liền nằm ở bên cạnh mình cách đó không xa tô hàng, đống lửa còn tại nhảy lên, phản phất vũ động ra sinh mệnh sức sống, cũng xua đuổi lấy đêm tối dài dằn dặc. Nếu như muốn động thủ, bây giờ là một cái cơ hội rất tốt, nhưng nàng sẽ không như thế làm, chính là liền tô hàng lúc hôn mê, nàng cũng không có, càng sẽ không tại như bây giờ tồn tại nguy hiểm thời điểm. Nàng muốn cái gì? không phải tô hàng mệnh, mà là tô hàng người. Một cái hoàn toàn nghe theo mình người, một cái có thể mang theo chính mình thoát ly bây giờ hỏng bét tình cảnh người, nàng là một cái bất hạnh người, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không có đi tìm chính mình an bình. Trở mình, bình yên ngủ rồi, Ngân Nguyệt còn có thời gian đi hoàn thành kế hoạch của mình, nàng cũng không gấp gáp. Ngày thứ hai, Dương Quang vẫn như cũ tươi đẹp, mang theo mát mẻ gió, cũng mang theo trong không khí cỏ thơm mát mẻ mùi, hai người về tới tử một trấn. Khi hai người lại lần nữa trở lại trấn, hết thảy đều thay đổi ở đây không có một ai. Phong dương lên bụi đất, đồng thời lay động lăn dưới đất cỏ khô, nguyên bản đứng tại góc tường vụn trộn dò xét người tới dân trấn, tất cả cũng không có dấu vết, mặc dù nguyên bản là địa phương an tĩnh, lúc này lại giống như chết yên tĩnh. Bọn hắn người đi chỗ nào rồi? Ngân Nguyệt tả hữu đảo qua sau, hoang mang mà hỏi. Tô Hàng cũng là lắc đầu, không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức, cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì mùi vị của tử vong, giống như bị từ bỏ, trong vòng một đêm tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Không biết đi hưu trạch xem một chút đi. Thị trấn phía đông tòa kia chiếm diện tích cực lớn trong nhà, lúc này cũng đồng dạng không có tung tích con người. Tô Hàng mang theo Ngân Nguyệt đi thẳng tới phía tây sương phòng, mới cảm giác được có cái gì tồn tại. Món kia phong bế màu đen gian phòng, cũng chỉ có tới gần sau đó, mới có thể cảm thấy giống như có cái gì sương mù màu đen muốn từ bên trong chui ra ngoài, lộ ra quỷ dị cùng âm trầm. Chúng ta muốn đi vào sao? Ngân Nguyệt lo lắng hỏi. Giọng nói của nàng là kháng cự, Tô Hàng cũng có thể nghe được, nhưng hắn không định lùi bước, bất quá vẫn là đối với Ngân Nguyệt nói, ngươi thủ tại chỗ này, ta vào xem, nếu như xảy ra chuyện gì, lập tức chạy khỏi nơi này, không cần phải để ý đến ta. Tô hàng trong lòng của mình cũng không thực chất, từng tại ở đây ăn qua một lần thua thiệt, bây giờ cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Vậy chúng ta cũng không cần tiến vào, ở đây nguy hiểm như vậy. Tô hàng cũng có chút do dự, cũng không chờ hắn quyết định ra đến, cái kia tòa nhà phong bế gian phòng đột nhiên từ bên trong nổ tung. Tung bay nóc nhà cùng tấm gạch, kéo theo cường đại khí lãng, một mạch hướng về tô hàng bọn hắn vọt tới tô hàng cũng là phản ứng nhạy cảm kéo ngân nguyệt liền nhanh chóng lui cách tại chỗ kéo ra hảo một khoảng cách mới cách xa nổ tung trung tâm chờ lại rơi xuống đất thì ra chỗ kia đã sớm bị hòn đá chồng chất mà tại nổ tung giữa phòng nơi đó đứng một người từ trên người hắn tán phát khí tức cường đại lay động trên thân đã hư hại hoa phục lung tung vuốt tóc rối bù hai mắt đỏ bừng lộ ra một vẻ vẻ tà mị mà tại nhìn thấy tô hàng khóe miệng của hắn lộ ra lướt qua một cái nụ cười giống như gặp lại vốn đã chạy trốn con mồi, ánh mắt bên trong còn nhiều một loại hưng phấn, tiềm ẩn tại biểu tình lãnh khốc phía dưới. Tô Hàng cũng nhận ra hắn, là cái kia hoa phục thanh niên. Có thể cùng trong ấn tượng trên lệch có chút lớn, phía trước nhìn thấy thời điểm, vẫn là một bộ bệnh thoi thóp bộ dáng, nhưng là bây giờ, Tô Hàng cũng không dám cam đoan có thể đánh giết hắn. Mà tại vị này thiếu chủ nhân bên cạnh, lưu lại một bộ thon gầy thi thể, cách có chút xa, nhưng Tô Hàng nhận ra cái kia sụp xuống quần áo, chính là vị kia chủ nhà họ lộc cái này rất khó không tưởng tượng đến xảy ra chuyện gì. Giết chết cha, tiếp đó cướp lấy sức mạnh sao? Vậy cái này nhất trấn dân chúng đâu? Còn đến không kịp suy nghĩ, một thân ảnh màu đen thoáng qua, không nhìn một bên ngân nguyệt, mục tiêu của hắn cũng chỉ là tô hàng. Tốc độ quá nhanh, đã không kịp né tránh, tô hàng cũng chỉ có thể là triển khai long lân ngọc, nhưng mà lực lượng cường đại hay là đem hắn cho đập bay, trên không trung bay ra vài trăm mét mới trọng trọng rơi xuống. Kéo đi mấy chục mét, mới bị chống đỡ tại một khối giếng đá tỉnh Duyên Biên long lân ngọc che lại thân thể trọng yếu bộ vị mặc dù không có nguy hiểm sinh mạng gì nhưng lần này cũng vẫn là để cho hắn ăn rất nhiều đau khổ hỗn nguyên kiếm bị đoạt trong tay tô hàng cũng không có tiện tay vũ khí mắt thấy tên kia lần nữa lao đến tô hàng có thể làm cũng chỉ có né tránh cũng may thực lực của đối phương mặc dù cường hãn nhưng tại tô hàng có chuẩn bị sau đó cũng không phải là không cách nào ứng đối trốn tránh xê dịch bên trong cũng là vững vàng kéo lại hắn không tiếp tục gặp tổn thương gì mà nếu như tiếp tục nữa đối với tô hàng tới nói là một chuyện tốt khí thế của đối phương cường đại động tác cũng là đại khai đại hợp mỗi lần ra chiêu cũng là dùng hết toàn lực phải đem tô hàng cho nhất kích mất mạng nhưng loại ý nghĩ này có thế quá là ngây thơ cũng khó trách như thế lực lượng của đối phương mới thu được không lâu cũng không biết được tiến hành theo chất lượng kéo dài chảy dài đạo lý cho nên chỉ cần có thể kháng trụ công kích của hắn kẻ thắng lợi cuối cùng tất nhiên là thuộc về tô hàng ngắn ngủi thời gian qua một lát vị thiếu chủ này người đã đánh ra không dưới hơn trăm lần công kích, mỗi một cái như sư tử vồ thỏ, đem hết toàn lực. Rất nhanh, sự hưng phấn của hắn cuối cùng là để nguội rất nhiều, cũng cuối cùng phát hiện mình cũng không thể đem tô hàng đánh chết, mà lực lượng của mình cũng đang không ngừng tiêu hao. Nhưng nguyên bản loại kia đơn giản ý nghĩ, chính mình nắm giữ thực lực cường đại, phụ thân có thể làm được sự tình, cái kia cũng có thể dễ dàng làm đến, bây giờ lại bị sinh sinh đánh vỡ, hắn lập tức cũng có chút hoảng hồn, ngay cả công kích cũng không có bắt đầu như thế ăn khớp. Tô Hàng cũng phát giác được biến hóa của hắn, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, thế nhưng là đến từ sức mạnh trên lệch vẫn còn không cách nào làm cho hắn triệt để từ trong thoát thân, chỉ có thể chờ đợi. Rất nhanh, hắn tìm được cơ hội, một quyền đánh vào đối phương ngực, đem đối phương bước lui mấy mét. Chương 462, Nguyền rủa tử vong. Hai người lẫn nhau giằng co, vị thiếu chủ kia người cũng không dám tiến lên nữa, biết tiếp tục nữa cũng không có đạo lý gì, chỉ là đứng tại cùng Tô Hàng khoảng cách trăm mét điều lý xả giận hơi thở. Trong trấn tòa kia khách sạn, một bộ áo đỏ đang đứng tại nóc nhà từ nơi đó có thể nhìn thấy tô hàng chiến trường của bọn họ mà từ chiến đấu bắt đầu nàng liền một mực lãnh đạm đứng ở nơi đó nhìn xem phát sinh hết thảy nàng không có tham gia chiến đấu nhưng lại đã biết chiến đấu hướng đi từ bắt đầu liền biết nhưng lại không chê nhàm chán vẫn như cũ nhìn xem đối thủ này chính là nàng tuyển ra tới đưa cho tô hàng bây giờ cũng là kiểm tra và nhận kết quả mà thôi bất quá từ vừa mới bắt đầu nàng cần cũng không phải là một cái người có thể giết chết tô hàng mà là một cái người có thể bức bách ra tô hàng toàn bộ thực lực nhưng bây giờ, gia hỏa trước mặt cũng không thể làm đến, mà chết đi cái vị kia chủ nhà họ lộc cũng không cách nào làm đến. Nàng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không lo lắng hoàn toàn không có tác dụng, lần tiếp theo, cũng có thể làm được. Quay người rời đi, giống như hỏa diễm rực rỡ nở rộ, trong chớp mắt, chỉ để lại một đỏ chót mẫu đơn cánh hoa từ giữa không trung rơi xuống. Mà nguyên bản cùng tô hàng dằn co vị thiếu chủ kia người, hắn đã nghĩ kỹ muốn thế nào đối phó tô hàng, loại kia lỗ mãn đấu pháp chắc chắn không được. Nhưng lại tại chuẩn bị kỹ càng, lại đột nhiên hô hấp trở nên gấp rút, phản phất có người bóp cổ của hắn, để cho hô hấp của hắn trở nên khó khăn. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, sức mạnh cũng tại đồng thời khắc kéo ra thân thể, cái này so với hô hấp khó khăn còn muốn cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Hai mắt trợn lên, gân xanh hết đường, e ngại càng là tăng thêm hô hấp khó khăn. Tô Hàng cũng chú ý tới biến hóa của hắn, lo lắng là cái cái bẫy, cũng không có tới gần xem xét, nhưng loại biến hóa này chắc chắn là không bình thường. Chờ đợi không đầy một lát, Tô Hàng mới khẳng định hắn xảy ra vấn đề thân thể của hắn tại trước mặt tô hàng mắt trần có thể thấy đang tại sợ hãi, giống như một cái chịu đói người, tại thời gian rất lâu biến hóa, nhưng bây giờ lại tại trong chớp mắt cũng đã hoàn thành thuế biến. Hút khô thân thể bắp thịt và máu tươi, chỉ còn lại không cách nào giảm bớt xương cốt cùng làn da, hắn nằm ở nơi đó, giống như là từ trong cổ mộ dời ra ngoài cổ thi khô quắc. Liền sau cùng sinh mệnh khí tức đều biến mất, loại này giống như nguyền rũ một dạng biến hóa liền như thế đơn giản phát sinh ở trước mặt tô hàng, tự như là chuyện ngàn lẻ một đêm đồng dạng nhưng làm tô hàng đẩy ra cổ thi thể kia, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng đây hết thảy đã phát sinh. Nhưng mắt thấy hết thảy tô hàng cũng là lòng còn sợ hãi, thực lực của người này như thế cường hãn, mặc dù không bằng phụ thân của hắn, có thể trước mắt tô hàng thực lực, chính xác rất khó nói giết hắn. Nhưng có người ở tô hàng không biết chỗ, cũng đã giết đối phương, loại chuyện này nếu như rơi vào trên người hắn, lại đem ứng đối ra sao đâu. Loại kia bất an sâu đậm để cho hắn cũng là đáy lòng run run, run một hồi. Nghĩ tới đây, luôn luôn bình tĩnh ung dung tô hàng trên mặt nhiều chút nguy cơ bất quá hắn cũng sẽ không buồn lo vô cớ, đối với không có phát sinh ở trước mắt chuyện chỉ lo lắng không hề làm gì. Xác nhận đối phương tử vong, muốn tìm được đối phương là bởi vì cái gì mà chết đi, nhưng tìm khắp cả toàn thân của hắn, cũng chỉ là ở trên người hắn tìm được một khối kỳ quái ngọc bội. Ngọc bội toàn thân đỏ tươi, huyết sắc nồng đậm, giống như vừa mới hấp thu cổ thân thể này khí huyết mới có biến hóa như thế. Tô Hàng nhìn một chút, cũng không có nhìn ra đây là cái gì. Mà một bên đi tới Ngân Nguyệt lại nói, đây là Lạc Hồng Ngọc. Tô Hàng hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Ngân Nguyệt, ngươi biết. Ngân Nguyệt gật đầu, loại ngọc này tại Đông Nghi Thần Quốc Bắc Bộ rất phổ biến, nơi đó có một tòa hồng ngọc khoáng mạch, sản xuất nhiều loại ngọc này, bất quá khối ngọc này rất khó tiến hành điêu khắc, không phải cao siêu ngọc thạch nhà, là không thể nào làm ra loại này tuyệt đẹp hồng ngọc. Tô Hàng cũng đánh giá ngọc bội, phía trên điêu khắc hoa lan vô cùng tinh tế, chỉ sợ cũng giống như Ngân Nguyệt nói tới, nếu như không phải danh gia mà nói, là không thể nào đạt đến loại cảnh giới này. Nhưng chỉ là như thế một điểm manh mối, cũng không cách nào xác định cái gì, dù sao cái này một đôi phụ tử là ở đây giàu có nhất người, từ chỗ nào mua loại này đắt giá Hồng Ngọc cũng không hiếm lạ. Tại Tô Hàng Nghi hoặc Hồng Ngọc thời điểm, Ngân Nguyệt lại hiếu kỳ mà hỏi, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, rõ ràng phía trước còn lợi hại như vậy, liền đánh trả đều rất khó khăn, nhưng lập tức liền có thể đem hắn cho biến thành bộ dáng bây giờ. Tô Hàng đương nhiên cũng không biện pháp trả lời, chỉ có thể suy đoán nói, ta phía trước cùng hắn gặp qua, khi đó hắn vẫn là một cái không có tu vi người bình thường, mà thời gian ngắn như vậy, lại có thể đột phá đến cửu phẩm thực lực, cái này hiển nhiên không bình thường, chỉ sợ hắn chỉ là bởi vì không cách nào trưởng khống cái này của quỷ dị sức mạnh, cuối cùng bị lực lượng của mình cho cắn trả a. À. Ngân Nguyệt cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Loại người này cũng là đáng đời chết thảm như vậy, tham luyến không thuộc về mình sức mạnh, mưu toan thông qua một loại nào đó tà ác sức mạnh tới để cho chính mình cường đại lên, nhưng mà kết quả là chỉ có thể rơi xuống bộ dáng bây giờ. Tô Hàng cũng im lặng Ngân Nguyệt thuyết pháp, chỉ là, hắn gặp mấy lần vị thiếu chủ này người, nhìn thế nào đều không phải là loại kia đối với sức mạnh tham luyến người, có lẽ bên trong là có khác biệt nguyên nhân gì a à? Vẫn là nhìn lại một chút những thứ khác a à? có lẽ có thể tìm tới vì cái gì cái này nhất trấn người đều biến mất không thấy. Tô Hàng không có lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này, chiến đấu mới vừa rồi đã để hắn đi tới lộc gia bên ngoài, mà vẫn là không có một bóng người bốn phía, hắn cảm thấy hay là trước tìm được những thôn dân này càng trọng yếu hơn. Tô Hàng trước quay về hưu trạch, tìm về hỗn nguyên kiếm, mặc dù thân kiếm giống như than cốc, nhưng cũng may cũng không có đã thương vừa đến bản thể, chỉ cần thêm chút rèn luyện, vẫn là có thể khôi phục như lúc ban đầu lúc chạng vạn tối cùng ngân nguyệt ước định tại khách sạn tương kiến tô hàng trở lại khách sạn thời điểm ngân nguyệt đã ngồi ở đại đường trước bàn không có tìm được sao ngân nguyệt lộ ra mệt mỏi ngẩng đầu hỏi tô hàng lắc đầu cái trấn này cũng không lớn tô hàng cũng vẫn là tìm được nửa ngày cơ hồ từng nhà đều cẩn thận đi tìm nhưng liền một cổ thi thể cũng không có người nói có phải hay không là bọn hắn giải trừ loại trạng thái kia tiếp đó tất cả mọi người sợ trốn ngân nguyệt suy đoán nói cũng không quá khả năng chúng ta tới con đường kia cũng là rời đi nơi này lộ nhưng mà một đi ngang qua tới lại ngay cả một người cũng không thấy đến nếu quả như thật là đào tẩu mà nói như vậy một đám người có thể làm không đến đều hướng về một chỗ chạy thoát vậy chính là có người đem bọn hắn mang đi ngân nguyệt lại nghĩ tới cái gì tên kia có thể là sử dụng pháp thuật đem tất cả người đều cho truyền tống đi có thể có người lợi hại như vậy nhưng mà nếu như là pháp thuật mà nói nhiều người như vậy muốn cùng nhau bị truyền tống đi động tĩnh kia có thế tuyệt đối sẽ không tiểu nhân chính là chúng ta tại bên ngoài trấn mặt, cũng nhất định có thể nhìn thấy. Ngân Nguyệt liên tiếp bị Tô Hàng bác bỏ, nàng cũng nói không ra ngoài, chỉ có thể lẩm bẩm miệng, nhìn xem Tô Hàng hỏi, đây cũng không phải là, đó cũng không phải là, vậy ngươi nói vì cái gì lại đột nhiên không thấy. Chương 463, trở về quân Nam. Tô Hàng cũng đúng là nói không ra. Bất quá lại có người đi vào trả lời vấn đề của bọn hắn. Bọn hắn vốn cũng không phải là người bình thường, bất quá là một đám khôi lỗi mà thôi, không có linh khí cung cấp, cũng liền tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dù cho đối phương giải đáp Tô Hàng nghi ngờ của bọn hắn, thế nhưng là âm thanh xuất hiện giống như sấm mùa xuân, làm kinh sợ Tô Hàng hai người. Liền Tô Hàng, hắn cũng là không có chút nào chú ý tới có người đi đến, lặng yên không tiếng động giống như quỷ mị. Tập trung nhìn vào, là một vị áo đỏ tuổi trẻ nữ tử, dáng người cao ráo, dung mạo xinh đẹp, nhưng thần sắc băng lãnh, một bộ người lạ chớ tới gần thái độ. Đối với cái này đột nhiên tới gần nữ nhân, Tô Hàng hai người cũng là đánh lên 12 phần cảnh giác, cũng không có bởi vì nàng cái kia trương nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt mà có bất kỳ kinh thị. Mà đối phương rõ ràng cũng nhìn ra bọn hắn cảnh giác, chủ động nói, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta cũng sẽ không giết các ngươi, ít nhất bây giờ sẽ không. Ta chỉ là tới cùng ngươi nói một sự kiện mà thôi. Nàng chỉ hướng tô hàng, ý kia là để cho Ngân Nguyệt rời đi. Nhưng Ngân Nguyệt đương nhiên sẽ không ở lúc này từ bỏ tô hàng, nàng đứng ở nơi đó đồng thời bất vi sở động. Tô hàng, ngươi có cái gì nói thẳng chính là thế nhưng là còn không có cho bọn hắn bất luận cái gì thời gian kiên trì nữ tử áo đỏ huy động cánh tay đưa tay liền đem ngân nguyệt cho thối lui đến bên ngoài đi ta không muốn để cho nàng biết đẩy xong sau còn lạnh lùng nói tô hàng mặc dù cảm thấy phẫn nộ nhưng mới rồi cái kia một chút hắn cũng là không thể làm gì chỉ có thể giận dữ nhìn đối phương nói đi ngươi rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì tuổi trẻ nữ tử áo đỏ cũng không có lập tức nói ra nàng chậm rãi đi tới tô hàng bên cạnh tiếp đó ngồi ở tô hàng cái bàn trước mặt phía trước ngươi cũng ngồi đi. Tô Hàng cũng không muốn ngoan ngoãn theo cái này đột nhiên xuất hiện quái đảng nữ nhân, cũng chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng đối phương cũng chỉ là nhìn chầm chầm Tô Hàng khuôn mặt, phản phất nếu như Tô Hàng không ngồi xuống mà nói, nàng liền cái gì cũng sẽ không nói. Dằn co rất lâu, cuối cùng vẫn là Tô Hàng trước tiên khuất phục. Hắn ngồi ở trước mặt nữ nhân, mới vừa rồi còn là cư cao lâm hạ nhìn đối phương, bây giờ hai người ánh mắt ngang bằng, Tô Hàng mới phát hiện, nữ nhân này dung mạo cùng Tô Ngọc giống nhau đến mấy phần. Có thể quen thuộc Tô Ngọc hắn biết, nữ nhân trước mặt không thể nào là nàng chỉ đem loại này lung tung phỏng đoán cho ném sang một bên tiếp tục hỏi bây giờ có thể nói sao nữ tử đối với cô hàng biểu hiện rất hài lòng gật gật đầu đương nhiên có thể bất quá ngươi trước tiên đem khối kia huyết ngọc trả cho ta đó là đồ vật của ta cô hàng lần thứ hai bởi vì người nữ nhân này cảm thấy kinh ngạc hắn miệng mở rộng trong lúc nhất thời không muốn biết như thế nào một hồi lâu hắn nhớ tới đến đem đồ vật cho móc ra đặt lên bàn tiếp đó hỏi một đôi kia phụ tử là ngươi ở sau lưng là ta, nhưng cũng có thể nói không phải ta. Tô hàng ngữ khí bất thiện nói, không cần cùng ta chơi loại chữ viết này trò chơi, phải thì phải, không phải thì không phải. Lấy nữ nhân thực lực tự nhiên là không cần cùng tô hàng khách khí, nhưng thấy tô hàng sinh khí, thế mà chiều theo nói, vậy được rồi, vậy thì không phải là. Không phải. Tô hàng hiển nhiên là không tin. Ân. Ừ. Không phải, ta chưa bao giờ chủ động yêu cầu bọn hắn đi làm cái gì, ngọc bội cũng là bọn hắn chính mình nhặt được. Nhưng tô hàng nghe được chính là nàng kế hoạch có thể cũng là nhìn ra tô hàng suy nghĩ nàng lại nói nếu như nhất định phải tìm một cái ai chỉ huy ở phía sau lấy đây hết thảy khả năng này chính là thượng thiên đây là ngươi hẳn là vượt qua kiếp nạn cũng là thượng thiên đưa cho ngươi kiếp nạn nên nói lên thiên địa vận mệnh tô hàng là nhất không tin tưởng không có cái gì cho ta kiếp nạn chỉ là ngươi muốn đối với ta như thế nào ta có thể nói cho ngươi liền xem như ta chết cũng nhất định sẽ từ trên người đối thủ của ta kéo xuống một khối da lời này có thế không có chút nào khí thế thật giống như đã biết chính mình là tất thua không thể nghi ngờ. Áo đỏ khoát khoát tay cười lạnh một tiếng, giống như là đang cười nhạo tô hàng nghiêm túc. Ngươi thật sự có chút khả ái. Từ một cái nhìn so với mình nhỏ hơn rất nhiều trong miệng nữ nhân nghe được khả ái tán thưởng, cái này khiến tô hàng sắc mặt cũng không khá lắm. Bất quá, thượng thiên chính là thượng thiên, ta là ta, đó là hắn cho ngươi đồ vật, cùng ta có thế không hề có một chút quan hệ đâu. Tô hàng sắc mặt thâm trầm, cũng không nói chuyện. Ngươi có thể không tin, nhưng chờ ngươi cùng hắn nói chuyện qua sau đó, ngươi biết ta thế nhưng là không có lừa ngươi, mà ta chỉ là một cái nghe theo thượng thiên chỉ điểm gia hỏa mà thôi. Nói xong, trong ánh mắt của nàng nhiều một chút tịch mịch bị Tô Hàng bắt được. Nhưng đối với một cái nữ nhân xa lạ, những thứ này hết thảy phản ứng, Tô Hàng cũng sẽ không lựa chọn lập tức tin tưởng, đây là cẩn thận. Đây chính là ngươi muốn nói cùng. Tô Hàng không nhìn như vậy phản ứng, lạnh lùng hỏi. Dường như là nhớ tới chính mình còn không có nói đến này chính sự, nàng không có hơi có chút bực bội nhíu chặt rồi một lần, tiếp đó nói tiếp, ta muốn cho ngươi trở về quân Nam. Mới từ nơi đó trốn ra được, Tô Hàng đương nhiên sẽ không trở về, hắn đang muốn cự tuyệt, lại không nghĩ rằng đối phương nói, nếu như ngươi không quay về mà nói, mấy vị kia thanh dương môn môn nhân nhưng là đều biết chết. Tô Hàng lập tức kinh hãi, bọn hắn trong tay ngươi. Theo đối phương gật đầu, Tô Hàng một đi ngang qua tới cuối cùng là biết tung tích của bọn hắn. Ngươi đem bọn hắn ra sao? Nữ nhân lạnh lùng trả lời, ngươi yên tâm, tại ngươi không có hoàn thành ta sự tình phía trước, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không chết. Tô Hàng do dự. Tốt nhân tài sẽ bị uy hiếp bờ, người xấu là không cố kỵ chút nào. Mà Tô Hàng đang xoắn suýt, nếu như chuyện này thật sự để cho hắn thân ở nguy hiểm, hắn là sẽ chủ động từ bỏ người khác mà giữ lại chính mình. Cái này rất ích kỷ, nhưng cũng là có thể sống tiếp tất yếu. Có thể nói cho ta biết, vì cái gì để cho ta sẽ quân nam, nơi đó bây giờ thế nhưng là mười phần nguy hiểm, đối với ta mà nói, cũng là chuyện cửu tử nhất sinh không có lý do gì ngươi có thể lựa chọn không đi ta cũng có thể xé toan trong tay ta mấy trương bài thật là có chút gặp khó khăn nữ nhân trước mặt khó đối phó nhưng đồng dạng tại quân nam thành cái vị kia tế tự cũng đồng dạng khó đối phó tô hàng chỉ là muốn tìm một chỗ thanh tịnh thế nhưng là giống như cái này cũng không dễ dàng như vậy vậy ít nhất để cho ta biết muốn làm gì a à? không phải chỉ là để trở lại quân nam liền tốt chính là như thế chỉ cần ngươi về tới quân nam chuyện sau đó cũng liền cái gì cũng không cần làm Tô Hàng mới sẽ không bị loại lời này cho thuyết phục, bây giờ nói trở lại quân Nam thì không có sao, thế nhưng là chờ thêm hai ngày liền bắt đầu an bài rất nhiều linh linh toái toái sự tình, nhiều ngươi không cách nào biết được những cái kia chôn ở đông đảo tin tức chân thực tin tức. Nếu như chờ đến quân Nam, lại cho nhiệm vụ gì, ta nhưng là sẽ trực tiếp bỏ gánh. Tô Hàng cũng không khách khí. Đối phương lại có thể lời lẽ nghiêm khắc bảo đảm tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống kia. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, nếu như ngươi không muốn trở về đi mà nói, cái kia có thể không cần trở về nhưng mà phía sau chưa nói lời nói chính là, những người kia bọn hắn muốn giết cũng liền giết. Chương 464, nhắc nhở. Tô Hàng tìm được Ngân Nguyệt thời điểm, nàng căm tức ngồi ở trên bậc thang, nhìn thấy có người tới, nàng ngẩng đầu nhìn một chút. Ngươi cùng nàng kết thúc. Nàng có chút lười biến hỏi một câu. Ân. Tô Hàng ngồi vào một bên, vừa ý tình cũng không rất tốt. Có thể cùng ta nói sao? Vừa rồi cái kia nữ nhân áo đỏ cũng đã có nói không để Ngân Nguyệt biết, cho nên Ngân Nguyệt xác nhận tính chất hỏi. Tô Hàng cảm thấy không có gì gật đầu, một chút để cho người ta chuyện không vui mà thôi, bất quá, ta có thể không có cách nào cùng ngươi đi Khương Quốc. Vì cái gì? Nàng để cho ta trở về quân Nam. Vậy ta có thể cùng một chỗ A. À? Ta cũng là chuẩn bị đi nơi đó. Ngân Nguyệt nghi hoặc hỏi. Quân Nam là cái địa phương nguy hiểm, chính mình trở về liền đã bất đắc dĩ, lại càng không cần phải nói còn muốn mang theo một cái. Hắn kiên quyết cự tuyệt nói, ngươi không thể đi quân Nam, nơi đó mười phần nguy hiểm nhưng Ngân Nguyệt trên mặt lại không có nửa điểm tán đồng chi sắc, có lẽ cũng là bởi vì nàng cũng không biết nơi đó tình huống. Ngươi chỉ nói là nguy hiểm, nhưng lại không nói nơi nào nguy hiểm, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi. Tô Hàng cứng lại phút chốc, cũng không phải bởi vì có cái gì không thể nói. Ngươi biết u ảnh điện sao? Tô Hàng hỏi. Ngân Nguyệt gật đầu, cái kia nổi tiếng xấu tổ chức ngầm. Ta từng để cho bọn hắn đã từng quen biết, đối bọn hắn có chút hiểu, là một đám vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn một đám người nàng nghi ngờ nhìn về phía tô hàng hỏi chẳng lẽ quân nam nguy hiểm và bọn hắn có liên quan lấy nhất thành người huyết tế ma thần coi như nghe được tô hàng nói tới ngân nguyệt vẫn là không thể tin tưởng làm sao lại như thế những cái kia danh môn chính phái đâu bình thường tự xưng là đạo đức hóa thân thế nhưng là loại này dân chúng cả thành phải gặp đến tai họa ngập đầu thời điểm lại không tung tích của bọn hắn thanh lam tông tại quân nam nhưng bọn hắn chú định không cách nào ngăn cản trận bi kịch này tất nhiên sẽ phát sinh tô hàng ngữ khí hơi hơi rơi xuống. Nhưng cái này vẫn như cũ để cho Ngân Nguyệt khiếp sợ không thôi. Tế tự là một vị tu sĩ mạnh mẽ, cửu phẩm siêu phàm, thiên hạ hôm nay bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể ngăn cản hắn người cũng tất nhiên là muốn đồng dạng thực lực. Vậy bọn hắn người đâu? Chẳng lẽ trốn đi, nhìn xem người này làm sằng làm bậy. Tô Hàng lắc đầu, bồng lai tiên đảo cái vị kia cửu phẩm siêu phàm đạo huyền tôn giả đang lúc bế quan, la phù tiên đảo bích một đạo nhân tiến nhập ba ngàn tiểu thế giới, nhất thời chưa về, mà vị kia Tây Thiên Thích Tinh Thiền Sư không còn đặt chân Trung Nguyên, đến nỗi yêu tộc yêu đế càng không có có thể để ý tới nhân tộc sự tình, mấy vị này chính là hưởng dự thiên hạ mấy vị cửu phẩm siêu phàm, đến nỗi khác, có lẽ có, nhưng cũng không bị người biết. Ngân Nguyệt cũng cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ sẽ không có người có thể cứu vãn cái kia nhất thành bách tính sao? Vấn đề này Tô Hàng cũng không biện pháp trả lời, trong lúc nhất thời có chút lâm vào trầm mặt. Qua một hồi lâu, Tô Hàng mới mở miệng phá vỡ trầm mặt. Không muốn đi quân Nam, nghe lời của ta có hay không hảo? Ngân Nguyệt do dự một chút, vẫn gật đầu. Cùng Ngân Nguyệt phân biệt, nàng đi đến Cương Quốc, Tô Hàng thì trở về quân Nam, nhưng đoạn đường này đi chậm chạp, thẳng qua hai ngày, Tô Hàng mới thấy lần nữa cái kia đám mây đen. Ngươi vì sao lại trở về? Nhìn thấy Thanh Thu cũng là Tô Hàng không nghĩ tới. Ngươi vì cái gì tại cái này? Tô Hàng lại không có đáp lại, mà là ngoài ra hỏi. Sư huynh để cho ta ở đây ngăn cản người tiến vào, cho nên, ngươi vì cái gì trở về? Thanh Thu hỏi lần nữa. Sự tình còn chưa kết thúc sao? tình huống bây giờ thế nào? Tô Hàng tiếp tục hỏi. Dằn co, tiểu sư thúc đã tới, vị kia tế tự đại nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe giống như hết thảy phong kinh vân đạm, nhưng Tô Hàng cảm thấy sự tình chắc chắn sẽ không dằn co đơn giản như vậy. Cho nên nói, ngươi đến cùng vì sao lại lựa chọn trở về? Thanh Thu lại một lần mà hỏi. Tô Hàng cũng không tốt về lại tránh, không thể làm gì khác hơn là đáp, không có nguyên nhân đặc biệt gì, ngươi có thể cho là ta là sẽ tìm đến người. Tìm người cho nên ngươi muốn đi vào sao? Thanh Thu cũng không hỏi là tìm ai. Ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản ta sao? Thanh Thu khoát khoát tay, ngươi không phải đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả người, nếu biết nguy hiểm vẫn còn muốn đi vào, ta không có lý do ngăn lại ngươi. Tô Hàng cười cười, vậy thật là chính là để cho ta bớt lo không thiếu. Bất quá ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, bên trong bây giờ rất nguy hiểm, ngươi chỉ sợ đi vào liền không cách nào đi ra. Tô Hàng ngừng tạm, nhưng coi như như thế, hắn cũng vẫn là muốn đi vào không nhọc nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Mấy ngày mưa to, con đường đã lầy lội không chịu nổi, cùng nhau đi tới, thế mà tại nhiều chỗ thấy được thi thể, vết máu, tại tô hàng rời đi thời kỳ, cũng không biết xảy ra như thế nào xung đột. Cái kia trên người ăn, tiền, toàn bộ giao ra. Một đám bụng đói kêu vang, sắc mặt hung ác nạn dân từ hai bên lao đến, mưa phùng dội rửa trên mặt, nổi sưng lên màu trắng. Đây là mưa này ảnh hưởng, tô hàng có thế minh bạch bọn hắn hành động là bị phóng đại nội tâm ác hắn cũng hiểu rồi vì cái gì Thanh Thu phải nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Những vật kia, ta đều không có. Không có, vẫn là ngươi không muốn lấy ra, nếu đã như thế. Hắn vung tay lên, bên cạnh đám người liền vọt lên, chuẩn bị trực tiếp đem tô hàng cho đoạt. Có thể đợi đến người đầu tiên nhào lên, những người khác một cái tiếp theo một cái, tô hàng đã sớm thân ảnh biến mất, đứng ở trên tường thành. Nhìn qua đám kia ném đi mục tiêu mê mang gia hỏa, tô hàng chỉ có thể lắc đầu, tiếp tục hướng về nội thành đi đến. Đi tới lúc trời đi trà lâu, môn mặc dù là mở, nhưng bên trong sớm cũng đã không còn khách nhân, thật vất vả mới tìm một tấm tương đối sạch sẽ, không có nhiễm vết máu, cũng không có cái gì tay cục hài cốt cái bàn ngồi xuống, đã có người tới quấy rầy. Ngươi là người nào? Mì chay xấu xí nam nhân hung tợn hỏi. Ta là Tô Hàng. Tô Hàng cũng không biết cái kia áo đỏ nói tới sẽ tìm được mình người là ai, hắn cũng chỉ có thể chờ chờ, mà cái này nhìn không giống, nhưng mà chủ động tới người hỏi thăm, Tô Hàng hay là nghiêm túc trả lời. Tới ngươi, từ nơi này rời đi, bằng không thì ta chặt ngươi lần này tô hàng biết hắn không phải tìm đến mình tô hàng đáng thương lắc đầu đem hắn đánh bất tỉnh đi qua cũng không có đã thương cùng tính mạng của hắn từ nơi này hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại hai cái tạp mi thử nhãn thân ảnh gầy nhỏ đang đứng trong góc xì xào bàn tán người tới không có một gia hỏa hỏi đến tùy thời có thế động thủ một tên khác đáp hảo chờ ta chỉ lệnh đại gia liền cùng một chỗ vọt vào thế nhưng là tiếng nói vừa ra Tô Hàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ nóc nhà rơi xuống, đem hai người này cho đánh bất tỉnh đi qua. Đó là Thanh Y, nàng đem hai người thu thập trói lại. Rất nhanh Thanh Y liền phát hiện Tô Hàng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn qua, hơi có chút kinh ngạc. Tiên sinh, những chuyện ngươi làm đã hoàn thành sao? Thanh Y một cái bay vọt tiến vào Tô Hàng trước mặt cửa sổ, đi tới Tô Hàng trước mặt ngồi xuống. Tô Hàng gật gật đầu, hoàn thành. Chương 465, Một kiếm nuôi vạn yêu. Tiểu cô nương này còn nhớ mình cùng nàng nói qua chính mình muốn từ địa phương khác chuyện của tổ chức. Đó là thất bại sao? Trên mặt của nàng mang theo điểm tịch mịch, dù sao nơi này mưa không có ngừng phía dưới, vị kia tế tự cũng không có rời đi. Là. Thất bại. Tô Hàng cũng không có những lý do khác để giải thích, không thể làm gì khác hơn là thản nhiên thừa nhận. Có thể nghe được Tô Hàng thừa nhận không tồn tại sự thật, thanh y ngược lại còn an ủi, tiên sinh, không nên nản chí, tiểu sư thúc đã trở về, ngài nếu như nguyện ý, nhất định có thể giúp được cái gì. Vị tiểu sư thúc kia là? Tô Hàng chần chờ hỏi một câu. Là trong tông môn một vị rất lợi hại tiểu sư thúc đâu? Tô Hàng đối với Thanh Lam Tông biết không nhiều, nhưng nghĩ đến có lẽ là vị kia. Người nói không phải là vị kia kiếm phá cửu tiêu, hành vân giả hạt, làm việc tiêu giao tự tại cái vị kia Thanh Dương Tử A. Thanh Y một mặt kinh hỉ nói, không nghĩ tới tiên sinh cũng biết nhà ta tiểu sư thúc. Tô Hàng lắc đầu, thấp giọng nỉ non nói, nghĩ không biết cũng khó, trước kia một kiếm phá vạn yêu, thế nhưng là thiên hạ biết rõ. Tiên sinh, Ngài đang nói cái gì?" Tô Hàng khoát tay, nói, "Không có gì, chỉ là cảm thán nếu như là cái này vị đến tọa trấn quân Nam thành, quả thật có hy vọng." Nhưng Tô Hàng hết chỗ chê là, liền xem như vị này thanh danh hiển hách tiểu sư thúc, Tô Hàng cũng không dám nói cam đoan giải trừ có thể trước mặt nguy cơ. Vị này thanh dương sư thúc rất nhiều năm trước cũng đã đạt đến cửu phẩm, nhưng đến nay nhưng vẫn là chưa nghe nói qua, hắn đã đạt tới cửu phẩm cảnh giới siêu phàm, trước kia có thể bài trừ vạn yêu, dựa vào cố nhiên là hắn một thân thực lực cường hãn nhưng càng nhiều vẫn là trong tay chui này danh xưng thanh lam thần khí phong vân kiếm. Cùng thanh công kiếm khác biệt, hắn chỉ có một thanh, tại trong thanh dương từ kiếm sơn lấy ra, chui kiếm này tại thanh lam tông đã biến mất rồi ròng rã 800 năm. Nghe được tô hàng lời nói, thanh y có chút không quá chịu phục nói, tiên sinh có lẽ không biết tiểu sư thúc trong tay chui này phong vân kiếm vi lực. Vốn là tiểu cô nương dùng để khoe khoang mà nói. Nhưng Tô Hàng vẫn còn thật sự một mặt tò mò hỏi, ta đây còn thật sự khác biệt tin tường, làm phiền thanh y đạo hữu vì ta giảng giải một hai nhưng thật giống như chân chính bị hỏi tới thanh y lại có chút nói không nên lời cái như thế về sau nhưng lại không thể rơi xuống thanh lam tông cùng tiểu sư thúc mặt mũi liền không thể làm gì khác hơn là đem trí nhớ đồ vật moi ruột gan một dạng đổ ra tiên sinh tất nhiên muốn biết vậy ta liền cùng tiên sinh nói một chút trước đây tiểu sư thúc là như thế nào tiến vào kiếm sơn nhận được chui này phong vân kiếm rửa tay lắng nghe tô hàng cũng là một bộ kim tốn thái độ biểu môi thanh y chậm rãi nói trước kia tiểu sư thúc tiến vào kiếm sơn cái kia trong núi mây đen từng trận kiếm trũng ngầm lăng lệ kiếm ý một cái sơ sẩy liền sẽ bị cường đại kiếm ý xé nát toàn bộ mà từ thanh lam tông phía sau núi đi tới kiếm sơn lại cần bay qua tuyệt tình phong duy chỉ có làm đến trong lòng vô tình chỉ có một kiếm mới có thể bình yên vượt qua ngay cả như vậy khó khăn tiểu sư thúc cũng không bị ngăn lại hắn lẽ loi một mình bay qua tuyệt tình phong khi kiếm sơn kiếm ý càng là lấy được phong vân kiếm tán đồng đem chui này biến mất 800 năm thần khí cho nắm mắt tới tay nói đến đây Thanh y giống như lâm vào trong một loại như mộng như say vẻ biến thái. Trước đây, ta cùng rất nhiều các sư huynh đệ cũng đứng ở Vũ Anh điện bên ngoài, thế nhưng là chính mắt thấy, khi tiểu sư thúc lấy ra Phong Vân kiếm, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc, chỉ thấy mây đen dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn. Một đạo pháp tượng thiên địa xuất hiện tại kiếm sơn phía trên, mà lập tức một đạo tử lôi rơi vào trong kiếm sơn, liền thấy tiểu sư thúc mang theo Phong Vân kiếm từ kiếm sơn bay ra. Dù cho nói xong, Thanh y còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, sa vào ở đó đoạn trong hồi ức. Tô Hàng cũng không nhẫn tâm đánh gãy nàng mơ màng, thế nhưng là hắn cũng không biện pháp. Ngươi bắt được hai tên kia cũng bị người bắt đi. Ngoài cửa sổ cái kia hai cái bị thanh y trói lại gia hỏa đang bị đồng bạn của hắn mở ra dây thừng, mắt thấy muốn chạy trốn. Thanh y lúc này mới giật mình tỉnh lại, giật mình quay đầu nhìn lại, quả là thế, cũng không lo được cùng Tô Hàng đi nói cái gì, lập tức liền bay ra ngoài. Chạy đi đâu? Vừa chạy lấy, một bên trong miệng còn hô lớn. Tô Hàng cũng bị nữ hài này hùng hùng hổ hổ chọc cười, nhưng ngay tại hắn suy nghĩ chờ một lát thanh y một thân ảnh từ một bên bậc thang đi tới người kia rất là bình thường ăn mặc cũng không có đặc điểm nhưng hắn vẫn là đi thẳng tới tô hàng phương hướng cuối cùng là tới tô hàng nghĩ thầm người kia đi đến tô hàng trước mặt hướng về phía mặt bàn gõ ba cái rồi mới lên tiếng đi theo ta nói xong liền lập tức quay người lại hướng về dưới lầu đi đến tô hàng cũng không có quá nhiều chần chờ chỉ là liếc mắt nhìn vẫn chưa về thanh y liền đi theo đi ra trà lâu người kia chống lên một cái đặt ở trong góc màu đen dù che mưa, chờ khoảng tô hàng cũng vội vàng đi theo, liền chỉ vào một thanh khác dù cho tô hàng. Ngược lại là rất chu đáo, còn biết thay hắn cũng chuẩn bị. Bất quá hắn chuẩn bị cự tuyệt, nước mưa cũng không thể đánh vào trên người hắn. Không cần. Nhưng đối phương lại lắc đầu, kiên trì để cho tô hàng chống ra, đến nỗi nguyên nhân, hắn cũng không có giảng giải. Tô hàng không thể làm gì khác hơn là cầm qua, đem dù chống ra. Nang trúc khung dù, màu đen giấy dầu, lớn nhỏ cũng chỉ là vừa vặn đem tô hàng một người hoàn toàn che khuất mà thôi, nhiều hơn nữa một người liền sẽ lộ ra chen chút. Nhìn thấy tô hàng chống lên dù, gia hỏa này mới tiếp tục đi tới đích. Đi 10 phần chậm chạp, tô hàng theo ở phía sau cũng chỉ có thể chậm rãi đi theo. Rất nhanh tô hàng phát hiện, cái này nhìn rất thông thường gia hỏa lại có thể làm đến chân không chạm đất. Mỗi một bước đều giống như đi ở trên không, mặc dù bước qua vũng nước, lại sẽ không nhiễm một điểm. Vòng qua mấy con phố, dọc theo đường đi nghe được rất nhiều đau đớn kêu rên, còn có tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là tại Tô Hàng không có ở đây những ngày này, ở đây đã trở thành một tòa xâm nhiên địa ngục tồn tại. Tòa này cảnh hoàn tàn khắp nơi địa ngục nhưng thật giống như muốn đem càng nhiều quan hồn cũng cùng nhau kéo vào đi vào. Chỉ có điều gia hỏa trước mặt cũng không xem đây hết thảy, đi thẳng đến tường thành dưới chân. Tại hướng phía trước đã không có bất kỳ con đường, hắn liền đứng ở nơi đó, quay người lại nhìn về phía Tô Hàng. Chờ. Tô Hàng cũng đối với hắn gật gật đầu, mặc dù còn không biết đối phương sẽ là như thế nào người, nhưng chỉ là trước mặt gia hỏa này trong lòng Tô Hàng liền nhiều càng nhiều cảnh giác, nhưng lại cảm thấy hiếu kỳ. Qua không bao lâu, tại những cái kia huyên náo sột soạt mưa rơi mặc dù âm thanh bên trong, nghe được cái khác một chút âm thanh. Thanh âm kia đồng dạng nhỏ bé, giống như là có người ở hát vui sướng ca khúc, rất nhanh âm thanh đang dần dần tới gần. Lúc này mới phát hiện đó cũng không phải ca khúc, mà là thô trọng tiếng thở dốc hỗn tạp tại đồ sắt kéo hành tại trên đất âm thanh mà thôi. Một cái cao lớn da hỏa trong tay kéo lấy một cây xích sắt, mà tại xích sắt một chỗ khác là một cái cực lớn chỉ có tô hàng nửa cái lớn nhỏ rỉ xét cái neo sắt. Gia hỏa này là từ trong tường thành đi ra, cứ như vậy tại mở ra trước cửa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên người tới. Chương 466, Chim Vũ Báo lên danh hào của các ngươi. Cực lớn người giữ cửa âm thanh lộ ra đờ đẫn hỏi. Dẫn dắt tô hàng tới chỗ này gia hỏa nhàn nhạt hồi đáp, người dẫn đường cùng khách nhân của hắn. Người giữ cửa mắt nhìn gia hỏa trước mặt, lại quay đầu đánh giá tô hàng một mắt, lúc này mới gật gật đầu, vào đi tiếp lấy vị này người dẫn đường liền đi đi vào nhưng mà kỳ quái là hắn cũng không có vì vậy mà thả xuống dù che mưa cho dù ở trong trước mắt con đường đã không có trời mưa cứ như vậy chống đỡ màu đen dù đi vào vẫn như cũ có đen một chút ám trong thông đạo tô hàng nghĩ nghĩ cũng là học theo che dù đi vào mà cũng may tô hàng không có thả xuống sau khi tiến vào tô hàng mới phát hiện thì ra cái này dù che chắn cũng không phải mưa mà là đến từ đỉnh đầu trong cái này thầm nghĩ này mang theo cường đại tâm lực cuồng bạo năng lượng màu đen dù che mưa không biết dùng đến như thế nào phương thức đem tất cả loại này có thể làm cho người đụng chạm cảm thấy e ngại cùng bạo năng lượng hoàn toàn cách ly, để cho tô hàng có thể không có chút nào chịu ảnh hưởng. Nhưng mà có chút kỳ quái là, cái kia kéo lấy cái neo sắc quái vật to lớn nhưng thật giống như không có chuyện gì, cứ như vậy dùng nhục thể thừa nhận cùng bạo năng lượng tẩy lễ. Tô hàng rất khó tưởng tượng loại thịt này thể cường độ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại chỉ sợ cũng liền rất cường đại luyện thể tu giả cũng không biện pháp cùng hắn chống lại a à. hai người lại tại đầu này thầm nghĩ tiếp tục đi cũng không có đi đến phần cuối, liền tại một đầu thông hướng một cái khác con đường ngừng lại. Chủ nhân ở bên trong chờ lấy. Vị kia người dẫn đường đối với Tô Hàng nói. Tô Hàng liếc mắt nhìn hắn, biết con đường sau đó là muốn dựa vào tự mình đi tiến vào, hắn không có cùng cái này người lạnh lùng nói cái gì, theo một bên đường rẽ, đẩy ra vỗ một cái vừa dày vừa nặng môn. Môn đẩy ra, nguyên bản năng lượng cùng bạo giống như bị ngăn cách tại cửa phòng. Tô Hàng biết lại vào đi liền khác biệt bung dù, hắn thả xuống dù đen, giống như tiến vào khách nhân trong nhà, thu lại bỏ vào bên tường, chính mình nhưng là sau khi đi vào cửa. Phía sau cửa thế giới cùng bất kỳ địa phương nào khác biệt, một đầu thanh u tiểu đạo, hai bên là sơn lâm, nơi xa có thể nghe được tinh tế dòng nước nhỏ, trong rừng là oanh ca yến hót, vừa lúc một phen tiên cảnh cảnh sắc. Nhưng Tô Hàng biết cái này đều chẳng qua huyễn cảnh mà thôi. Dọc theo tiểu đạo đi đến bên vách núi, nơi đó tọa lạc một tòa phòng nhỏ, trước nhà có đồng tử vung lên lưỡi búa đốn củi. Nhìn thấy Tô Hàng đi tới, đồng tử thả ra trong tay lưỡi búa, đứng dậy không lưng hành lễ hỏi, khách nhân đến từ đâu, lại muốn đi hướng về nơi nào. Vấn đề này hỏi Tô Hàn không có đầu mối, rõ ràng chính là đối phương tiếp dẫn tới mình, vẫn còn muốn hỏi loại này nhàm chán vấn đề. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời, chưa từng biết mà đến, đến mà biết mà đi. Đồng tử nghe vậy hỏi lại, tiên sinh kia vì cái gì mà đến? Tô Hàng lại đáp, có người cần nhờ. Đồng tử gật đầu, tiếp đó đối với Tô Hàng nói, khách nhân sau đó, ta đi bẩm báo chủ nhân nhà ta. Tô Hàng đứng tại trong sân, chờ lấy đồng tử đi vào phòng nhỏ từ nơi này có thể trông về phía xa ngoài núi quần sơn ẩn vào trong mây mù như tiên chi cảnh mà một bên bổ tốt củi lửa chỉnh tề đắp lên tại lối thoát tô hàng nhìn xem cái thanh kia lưỡi búa ẩn ẩn có chút phù văn ẩn vào bên trên có chút hiếu kỳ muốn đưa tay thử một lần lại không nghĩ rằng lực đạo to lớn như thế thế mà một chút không có nói ra tới ngay tại tô hàng chuẩn bị thử lại một chút đồng tử kia đã từ bên trong đi tới khách nhân chủ nhân nhà ta xin ngài đi vào Tô Hàng lúc này mới không thể làm gì khác hơn là thả ra trong tay lưỡi búa, hướng về phía đồng tử đáp một tiếng, đi về phía nhà tranh. Bị đồng tử đưa vào đi, Tô Hàng liền lập tức ngửi thấy một mùi thơm, là dược thảo hương khí. Mà lập tức vài tiếng ho nhẹ truyền đến, đồng tử đã nói nói, chủ nhân nhà ta cơ thể có chút khó chịu, không cách nào trước mắt cùng khách nhân tương kiến, mong được tha thứ. Tô Hàng nhìn qua đồng tử, đang tò mò vậy tại sao còn muốn cho chính mình đi vào, liền nghe được vừa rồi ho nhẹ âm thanh truyền đến sau rèm phát ra nhẹ nhu thanh âm, nếu là không để ý, tiên sinh có thể ngồi ở màn bên ngoài nói chuyện cùng ta. tô hàng càng ngày càng cảm thấy cổ quái, làm nhiều như vậy chiến trận, ẩn tàng sâu như vậy, cuối cùng còn không cách nào nhìn thấy mặt của đối phương, thật là kỳ kỳ quái quái. nhưng đi tới nơi này vốn cũng không phải là bản ý của hắn, cho nên hắn cũng không để ý có thể hay không nhìn thấy chân dung. không có gì ngại, lượn quanh một vòng lớn như vậy mới thấy được người, hay là trước nói chính sự a. À? đa tạ tiên sinh. tiên sinh mời ngồi. trong rèm nữ nhân nói xong đồng tử kia liền bưng tới một tấm thớt gỗ ghế, không có một chút dư thừa gia công, hoàn toàn chính là từ một cái trên đại thụ lấy được, bên ngoài vỏ cây còn vẫn tại. Bất quá trên mặt còn tính là sạch sẽ, tô hàng cũng không quá nhiều ngại ngồi xuống. Tiên sinh có biết là ai bảo tiên sinh đến chỗ này? Ngồi xuống, rèm phía sau nữ nhân liền rất trực tiếp hỏi. Tô hàng chính xác cũng rất tò mò cái kia áo đỏ thân phận, liền cũng tỉnh hạ tâm mà hỏi, không biết, nếu như ngươi có thể vì ta giới thiệu một hai đó là tốt nhất. Vốn là cũng chính là muốn cùng tô hàng nói, bằng không thì cũng sẽ không như vậy hỏi. Vị kia là ta chi bào tỷ, cùng nô gia cùng là hải ngoại bơi tộc, nhưng ta cùng với bào tỷ khác biệt, ta thuở nhỏ cơ thể không đầy đủ, chỉ có thể núp ở nơi này thanh tịnh chỗ tu dưỡng, mà ta tỷ tỷ kia lại có một cái ý nghĩ, mặc dù có chút ý nghĩ hảo huyền, nhưng cũng nhiều năm qua chưa bao giờ từ bỏ. Tô Hàng Hiếu Kỳ tiếp tục hỏi, đó là cái gì? Cùng ta lại có quan hệ thế nào? Tiếng ho khang lần nữa truyền đến, giống như lần này so với lần trước còn nghiêm trọng hơn một chút, liên tục mấy tiếng mới dừng lại cô hàng đối với người ở bên trong cũng không quá nhiều ác ý liền quan tâm hỏi một câu ngươi không sao chứ không có việc gì tạ tiên sinh quan tâm thanh âm bên trong lần nữa yếu ớt nói đây đều là củ mau bệnh cũng không biết lúc nào liền sẽ chết đi cô hàng ổn định lại hỏi không biết là tật xấu gì có lẽ ta có thể trị lời này cũng không phải là thổi phòng trong hệ thống trong đan dược cũng có thể tìm được một khối thích hợp nhưng bên trong người lại nói tật xấu này tiên sinh cũng sẽ không có biện pháp cũng không nhọc đến tiên sinh phí tâm Tất nhiên đối phương đều nói như vậy, Tô Hàng cũng không có tất yếu khách khí nữa. Vẫn là nói chính sự đi, ta tỷ tỷ kia nhường ngươi tìm tới nơi này, là có một cái đồ vật để cho ta chuyển giao cho tiên sinh. Mặc dù vừa rồi vấn đề đối phương cũng không trả lời, Tô Hàng cũng không để ý. Đem đặt ở trong ngăn tủ cái hộp kia đưa cho tiên sinh. Lời này là để phân phó một bên đồng tử, mà không có một hồi đồng tử liền cầm một cái cổ kính hộp gỗ đi ra. Tô Hàng còn không có nhận vào tay, liền chủ động hỏi trong này là cái gì. Tiên sinh mở ra liền biết nhận lấy hộp gỗ, phía trên cũng không có quá nhiều hình dáng trang sức, có một thanh màu vàng tiểu khóa, nhưng đã bị mở ra, chỉ là treo ở phía trên. Tô Hàng đem khóa gỡ xuống, tiếp đó chậm rãi hướng về phía trước đẩy ra. Bên trong là một cây màu vàng lông vũ, nhìn có chút giống là cái gì thần thú lông vũ, tản ra linh khí cường đại. Nhưng bây giờ mở ra, Tô Hàng vẫn là không nhận ra được. Đây là cái gì thần thú lông vũ? Chương 467, lưu lại. Tiên sinh hỏi Nô Gia, vốn hẳn nên thản nhiên bẩm báo, chỉ là nô gia chính xác cũng không biết cái này lông vũ đến cùng là loại nào phi cầm trên người tỷ tỷ chỉ làm cho nô gia đem mấy thứ dao đến trong tay tiên sinh trong đó nguyên do chỉ có thể là tiên sinh chính mình làm nhiều nghiên cứu kỹ tô hàng xem kỹ một mắt chuẩn bị đem lông vũ cầm lấy tiên sinh xin đừng phía sau rèm nữ nhân vội vàng lên tiếng ngăn lại cái này lông vũ chính là tinh thuần chi linh nhất thiết phải nở rộ tại thanh bích chế tác trong hộp gỗ mới có thể bảo toàn cái này linh vũ hoạt tính tô hàng lúc này mới không thể làm gì khác hơn là đưa tay dừng lại cảm thán một câu, cái này thật đúng là là quý giá a. Chính xác quý giá, còn hy vọng tiên sinh có thể trân quý đại chi. Tô Hàng khép lại hộp, đem mấy thứ để ở một bên. Đồ vật ta đã nắm bắt tới tay, vậy kế tiếp muốn ta làm những gì? Tô Hàng lại hỏi. Tiên sinh nhưng biết bây giờ phát sinh tại đây tòa thành bên trong sự tình, trận kia âm mưu, muốn mưu sát đi hết thảy mọi người. Biết một chút, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn dính vào sao? Có lẽ là ngươi vị tỷ tỷ kia muốn lẫn vào, nhưng coi như thực lực của nàng rất mạnh, nhưng vị này tế tự cũng không phải một cái nhân vật đơn giản. Tô Hàn nhàn nhạt phân tích nói. Tiên sinh hiểu lầm, còn xin ngài yên tâm, tỷ tỷ cũng không hy vọng tiên sinh đi đối mặt vị kia tế tự. Giống như nghe được Tô Hàn lo nghĩ, đối phương trực tiếp giải thích nói, vị kia tế tự tất nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là không có chút nào nhược điểm, nếu như là đối phó hắn mà nói, tỷ tỷ sẽ có những biện pháp khác, hy vọng tiên sinh làm, chỉ là ở đây thủ hộ một đoạn thời gian. Quả nhiên, bọn hắn là sẽ đối với vị kia tế tự động thủ sao? Hơn nữa nghe, các nàng có biện pháp tới đối phó vị kia cường đại tế tự. Tô Hàng cũng có chút hiếu kỳ cái gọi là vị kia tế tự đại nhân nhược điểm là cái gì? Thủ hộ ở đây. Tô Hàng không hiểu hỏi, từ ta đi vào, chính là xuyên qua đầu kia màu đen đường hành lang, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể hoàn thành, ta nghĩ ở đây cũng không có ai có thể đi vào đến đây đi, nếu như không có ở đây chủ nhân cho phép. Tiên sinh thật sự cho rằng như vậy sao? vừa rồi nói lời nói cũng chính xác chính là Tô Hàng suy nghĩ, hắn không do dự thừa nhận, chính xác như thế, chẳng lẽ ở đây còn có cái gì nguy hiểm sao? Phía sau rèm nữ tử lần nữa ho nhẹ hai tiếng, nhưng so với lần trước thân thiết rồi rất nhiều, từ trong lờ mờ, bên trong hẳn là cũng còn có người phục thị. Nguy hiểm tự nhiên là có. Bào tỷ gây thù hàng đông đảo, bọn hắn tìm không thấy nàng, liền có người đem lửa giận phát tiết tại trên người của ta. Nhưng Tô Hàng vẫn là chưa tin có người có thể tìm tới nơi này. Tiên sinh nếu như không tin, vậy liền ở lại trong này hai ngày, nếu như không có phát sinh gì cả, đối với tiên sinh tới nói, cũng bất quá là hai ngày nhàn hạ, nếu là thật có địch tới đánh, mong rằng tiên sinh có thể giúp nô gia ngăn địch lui chi. Nàng nói khẩn thiết, cũng không có một điểm băng lãnh cự người thái độ. Hơi chút do dự, tô hàng liền đáp ứng, vậy cứ dựa theo như lời ngươi nói xử lý, nhưng ta cũng chỉ có thể ở lại trong này hai ngày, hai ngày đi qua, không so sánh sau đó phát sinh cái gì, cũng cùng ta không quan hệ, xin cứ các ngươi giữ lời hứa, đem ta những bằng hữu kia đem thả bên trong truyền đến khẳng định âm thanh, đây là tự nhiên, tiên sinh cứ yên tâm đi. Cùng nàng thương định kết thúc, Tô Hàng liền bị đồng tử mang theo ra gian phòng, bên trong nữ tử cơ thể thực sự quá mức hư nhược, chỉ nói là một hồi như vậy, cũng đã có chút chống đỡ không nổi, chỉ có thể cùng Tô Hàng xin lỗi cáo biệt. Ở một bên trong rừng, còn có một tòa phòng nhỏ, là đồng tử chỗ ở, hai ngày này bên trong, Tô Hàng liền thích hợp ở chỗ này, chờ đợi địch tới đánh liền tốt. Đồng tử tiếp tục đốn củi, nấu cơm, hắn giống như thầu nơi này hết thảy tạp vụ, một mực là vội vàng không ngừng nghỉ. Tô Hàng nói với hắn nói chuyện, tìm hiểu một chút tình huống nơi này, lại cũng chỉ là bị hắn không nhìn. Ngồi ở trên bậc thang, nơi xa trong núi khói mù lượng lờ, ẩn ẩn có tử khí bốc lên, thấy lại chi thiên khung khắp nơi, trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Nếu như có thể hữu tâm thích người cùng đi, chính là ở lại trong này thiên hoang địa lão, cũng là không hối hận đời này. Đang tại Tô Hàng cảm thán thời điểm, đồng tử kia nhưng lại không biết lúc nào đã kết thúc trong tay mình công việc, đi tới Tô Hàng trước mặt tô hàng ngẩng đầu nhìn hắn giống như có lời muốn cùng mình nói lên lại hết sức do dự hắn liền chủ động mở miệng hỏi có việc đồng tử gật đầu do dự một chút vẫn là ngồi vào tô hàng bên cạnh một tấm gỗ trương phía trên tiên sinh ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao nhìn xem hắn mang theo kỳ vọng ánh mắt tô hàng cũng không tốt cự tuyệt liền hỏi cái gì có thể coi là tô hàng nói như thế đồng tử nhưng cũng vẫn là không thể nhẹ nhõm nói ra miệng tô hàng ngược lại muốn hơi cổ vũ một chút đối phương có cái gì liền trực tiếp nói chính là cái này có gì thật câu nệ. Gặp tô hàng ôn hòa như thế, đồng tử liền cũng không còn băng khoăn gì nói, tiên sinh là tu sĩ sao. Vấn đề này có chút cổ quái, đối với đồng tử, tô hàng đã sớm dò xét qua, chỉ là một phàm nhân mà thôi, nhưng mà ở đây mưa dầm thấm đất, chỉ sợ cũng biết tu sĩ tồn tại, chỉ là không biết hắn tại sao sẽ hỏi như vậy, luôn không đến mức là muốn cùng tô hàng bái sư A. Đúng là tu sĩ không tệ. Tô hàng đáp. Tiên sinh kia đi qua bất diệt hải sao? Đó là nơi nào? Tô Hàng cũng không có nghe nói qua nơi này. Tiên sinh không biết sao. Chưa nghe nói qua. Đồng tử miếng môi, mang theo thất lạc. Vậy ta sẽ không quấy rầy tiên sinh. Nói xong, hắn liền muốn đứng dậy rời đi. Tô Hàng kéo hắn lại. Ta bây giờ lại có chút hiếu kỳ cái này bất diệt hải là địa phương nào. Hắn một mặt ý cười nhìn xem đồng tử. Tiên sinh, cái chỗ kia ta cũng không biết. Đồng tử hiển nhiên là có ý định từ chối, Tô Hàng làm sao có thể cứ như vậy thả hắn rời đi coi như ngươi không biết, nhưng chắc chắn cũng so ta biết hơn, không ngại liền nói một chút cái này dư thừa chỗ. Tô Hàng vẫn như cũ cười. Tô Hàng trảo rất căng, đồng tử thoáng vùng vẫy phát hiện không cách nào tránh thoát, cũng chỉ đành khuất phục. Tiên sinh, đó cũng không phải một cái đất lành. Tô Hàng nắm thật chặt lông mày, hỏi, này làm sao nói? Bất diệt, đại biểu cho hỏa diễm, biến cả đại biểu rộng lớn, bất diệt hải, chính là vĩnh hằng bất diệt biển lửa. Cái này thật đúng là là một cái chỗ thần kỳ, một chỗ như vậy vì sao ta nhưng xưa nay cũng không có nghe nói qua bởi vì hắn vốn là không tồn tại ở thế giới này vị diện khác tất nhiên cần phá toái hư không chỉ sợ trên thế giới này cũng không có ai có thể đến loại địa phương kia a ngươi vừa rồi vấn đề thật là không ai có thể trả lời đồng tử vội vàng lắc đầu tiên sinh ngài không biết đi đến nơi đó cũng không cần phiền toái như vậy chỉ cần tìm được liên tiếp thông đạo cũng có thể đi hướng về cái địa phương kia có lẽ có khả năng này tô hàng cũng không dám chắc chắn đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Cho nên nói đâu, ngươi tại sao muốn hỏi cái này chỗ, chẳng lẽ ở nơi đó có cái gì ngươi mong đợi đồ vật? Chương 468, kiếm trì trường kiếm. Cùng đồng tử nói chuyện phiếm bởi vì người thị nữ kia đến mà dừng lại, Tô Hàng cũng vẫn là không biết đồng tử kia vì cái gì hỏi cái này địa phương cổ quái. Tiểu thư để cho ta nói cho tiên sinh. Thị nữ cúi chào một lễ, dùng lời nhỏ nhẹ nói, tiên sinh nếu như muốn luyện kiếm mà nói, phía sau núi kiếm trì có thể giúp cho tiên sinh đó là trước kia vị kia thanh lam tông tiểu sư thúc luyện kiếm chi địa. Tô Hàng khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Chỉ là nổi hứng tò mò, các nàng làm sao còn sẽ cùng thanh lam tông có quyến rũ. Cũng không cần người dẫn đường, Tô Hàng chính mình liền rất nhanh tìm được tòa kia kiếm trì. Còn chưa tới, cũng đã cảm nhận được kiếm ý như tơ, hút vào thân thể trong hơi thở tràn ngập kiếm khí ngang dọc, cái này kiếm trì đúng là một đố ngộ nơi đến tốt đẹp. Bất quá Tô Hàng tu hành cùng người khác khác biệt, hắn có hệ thống, thực lực tăng tiến cũng không cần loại này đố ngộ, đi tới nơi này cũng bất quá chính là tới mở mang hiểu biết. Đinh, phát hiện kiếm trì, tìm được trong hồ cổ lão trường kiếm, điểm khen thưởng 3 ngàn. Tô Hàng không nghĩ ở loại địa phương này cũng sẽ kích phát hệ thống nhiệm vụ. Mà từ một cái góc độ khác tới nói, có thể gây nên hệ thống chú ý đồ vật, vậy khẳng định không đơn giản, trong nháy mắt liền để người đối với chui này cổ lão trường kiếm lên hứng thú. Tô Hàng đi qua kiếm trì một bên, hướng về trong nước nhìn lại, mặt nước một tầng, ẩn ẩn có chỗ che đậy, để cho dưới nước nhìn không rõ ràng, hết thảy cũng đều ở vào trong mông lung. Thế nhưng trường kiếm hẳn là ngay tại phía dưới, hệ thống thì sẽ không nói láo. Nhưng dù cho biết, Tô Hàng cũng không dám tùy tiện xuống đến trong nước, chỉ là cách rất xa cũng đã có thể cảm thấy lăng lệ kiếm ý, nếu là xuống đến kiếm trì, sợ rằng phải bị xé nứt thành mảnh vụn. Tại hồ bốn phía lượng quanh hai vòng, Tô Hàng nhất thời cũng không nghĩ được biện pháp gì. Thậm chí vừa mới dùng vẫy rồng ngọc tại trong kiếm trì thử một cái, cũng chỉ có thể kiên trì không đến nửa phút liền đem tất cả linh khí tiêu hao sạch sẽ, sau bất kỳ lần nào tô hàng kinh nghiệm chiến đấu đều phải hao tổn thảm trọng, làm ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hồ nước ngẩn người, thẳng đến sắc trời dần dần ảm đạm, tô hàng cũng không có tìm lại được biện pháp gì. tiên sinh đến dùng lúc ăn cơm tối, đồng tử âm thanh ở một bên đánh thức tô hàng, từ kiếm ý cảm giác trong trạng thái tỉnh lại, tô hàng gật đầu, nhưng trong lòng lại kinh ngạc ảo não. chính mình thế mà si mê như thế, liền có người tới gần cũng không có phát giác, nếu có người gây bất lợi cho hắn, chỉ sợ cũng đã sớm đắc thủ ảo não thì ảo não chỉ cần cam đoan không tái phạm chính là ta đã biết không lộ thần sắc đối với đồng tử gật gật đầu lúc này mới đi theo người đi đến phòng nhỏ bất quá lúc ăn cơm cũng không có cùng chủ nhân nơi này ăn chung lý do đương nhiên vẫn là vị chủ nhân kia cơ thể quá mức suy yếu sợ quét tô hàng ăn cơm tâm tình tô hàng ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy loại khách sáo này lời nói cũng là nghe một chút mà thôi nhưng mà đối với thân thể nàng tình huống cũng nhiều chút hiếu kỳ sau khi ăn cơm xong vì thị nữ kia thế mà cũng trở về bên này phòng nhỏ. Chủ nhân nhà ngươi buổi tối không cần phục thì sao? Như thế bệnh nặng gia hỏa, thị nữ hẳn là toàn bộ ngày bảo vệ ở một bên, mặc kệ là bưng trà rót nước, vẫn là cái gì khác cần người chỗ, ban đêm cũng sẽ không vì vậy mà trở nên an toàn. Nàng ở đây, Tô Hàng cũng là hiếu kỳ mà hỏi. Thị nữ lắc đầu, đối với Tô Hàng giải thích nói, tiểu thư đến buổi tối sẽ thật sớm nghỉ ngơi, một người trong phòng ngủ, ai cũng không thể quấy rầy. Vậy nàng cơ thể đâu? bệnh của tiểu thư chỉ ở ban ngày mới có thể phát tác, đến buổi tối chỉ cần đang say giấc nồng cũng sẽ không chuyện, cho nên ta mới có thể trở về, nếu như tiểu thư thật có chuyện gì, nàng sẽ chủ động tìm chúng ta. Giống như cái này chính là trạng thái bình thường, liền một bên đồng tử cũng không có gì cảm thấy kỳ quái chỗ. Chỉ là tô hàng càng hiếu kỳ hơn, còn có cái gì bệnh thế mà cùng bạch thiên hắc giả dạ có liên quan, ban ngày phát tác, mà buổi tối không phát tác. Bất quá hắn cũng không có lý do đi để ý tới chính là. Vừa rồi ngươi nói ngươi nhà tiểu thư nếu như có chuyện sẽ tìm các ngươi, Việc này trước đó phát sinh qua sao?" Tô Hàng hỏi ra sau đó, là vị kia đồng tử trả lời. "Chính xác phát sinh qua một lần, nhưng cũng chỉ có một lần." "Đó là cái gì thời điểm?" Đồng tử cẩn thận hồi tưởng đến, có chừng 3, 4 năm, là tiểu thư đi tới nơi này không bao lâu. Dựa theo quy củ của tiểu thư, chúng ta buổi tối ở chỗ này ngủ, cũng sẽ không đến tiểu thư bên nhà, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, trên trời đột nhiên sấm sét vang dội, bên ngoài rơi ra mưa to. Tiểu thư đội mưa đi tới nơi này bên cạnh, gõ chúng ta môn chúng ta cũng bị dọa sợ, cơ thể của tiểu thư vốn là yếu, bây giờ lại bị cái này mưa lạnh cho dính thân thể, đây nếu là tăng thêm trên người bệnh nhưng là hỏng bét. Tên kia thị nữ cũng giống là nhớ lại đêm đó mạo hiểm, trên mặt cũng lộ ra một chút hoảng sợ, tiếp lấy đồng tử lời nói liền nói, tiểu nô vội vàng đỡ lấy tiểu thư đi vào trong phòng, cho tiểu thư tìm khô ráo khăn mặt, cũng may mà chỉ là hơi lây dính chút, lau khô sau đó, tiểu thư cũng không bệnh nặng không dậy nổi, chỉ là giống như thường ngày như thế suy yếu mà thôi. Tô Hàng đối với những thứ này cũng không có hắn cảm thấy hứng thú vậy các ngươi tiểu thư đi tìm đến rốt cuộc là vì cái gì? Cũng biết thân thể mình yếu, còn muốn đội mưa. Đồng tử nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhưng rất nhanh lông mày liền thích chặt lấy, một bên thị nữ thế mà cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mới lên tiếng, có thể là quá xa xưa, ta cũng nhớ không nổi tới vì cái gì tiểu thư sẽ tìm được chúng ta, giống như đêm hôm đó cũng không phát sinh cái gì chuyện trọng đại, tự hồ rất bình thản liền đi qua. Nói xong, hắn còn nhìn một chút thị nữ một mắt. Ta cũng nhớ không nổi tới, nhưng hẳn là như vậy đi. Tô Hàng cũng không có gì dễ truy vấn, chỉ là hơi một chút phân tích, liền biết hai người bọn họ liên quan tới bộ phận ký ức kia bị xuyên tạc, nếu như muốn biết bộ phận kia đến cùng là cái gì, cũng chỉ có thể đối bọn hắn đầu óc động thủ. Nhưng bây giờ còn ở chỗ này, Tô Hàng không cần thiết bởi vậy chọc giận chủ nhà bất mãn. Ta đã biết. Hắn gật gật đầu, hy vọng khi đó sự tình sẽ không phát sinh vào hôm nay buổi tối đi. Ban đêm đúng hạn mà tới, Tô Hàng ở chỗ này buổi tối thứ nhất, có lẽ chắc có cái gì chờ mong, tỉ như cái kia trong chuyện xưa sự tình lần nữa phát sinh. Nhưng rất đáng tiếc, cùng hai người nói tới một dạng, từ sau lần đó, liền cũng không còn phát sinh qua ngoài ý muốn gì, một đêm này qua cũng là mười phần bình thản. Đợi đến Thái Dương lần nữa dâng lên, đồng tử cùng thị nữ liền đi làm chính mình sự tình, tô hàng ăn xong điểm tâm, vốn là chuẩn bị tiếp tục đi đến kiếm trì, tìm kiếm có thể lấy ra trong hồ trường kiếm biện pháp. Nhưng không nghĩ tới tại trên vách núi đạo kia cửa vào bị người mở ra. Vị kia người dẫn đường mang theo một cái thon gầy nam nhân đi vào, nhưng cùng Tô Hàng một dạng, chỉ là tại cửa ra vào sau đó, liền chỉ là từ chính hắn đi vào. Tô Hàng có chút ngoài ý muốn, nguyên lai like nơi này khách nhân không chỉ là hắn một cái. Kế hoạch ban đầu không thể làm gì khác hơn là gác lại, chuẩn bị xem vị này khách tới thăm là tới làm cái gì. Người tới cũng rất nhanh chú ý tới đứng tại trên bậc thang Tô Hàng, hướng về phía hắn lộ ra một cái thiện ý nụ cười. Chương 469, khách tới thăm. Có lẽ hắn là đem Tô Hàng coi như nơi này một thành viên đồng tử giống như tiếp đãi tô hàng một dạng tiếp đãi cái này thon gầy nam nhân hỏi hai vấn đề liền cũng mang theo đối phương đi vào ở đây chủ nhân phòng nhỏ tô hàng ở chỗ này mục đích là vì bảo hộ vị kia mà liền xem như được thỉnh mời mà đến người tô hàng vẫn là thoáng cảnh giác chút hắn đi đến phòng nhỏ phía trước viện tử chờ lấy nếu quả như thật xảy ra ngoài ý muốn hắn cũng có thể trước tiên phản ứng ngồi ở đồng tử đốn củi trên ghế gỗ thử nghiệm lấy ra lưỡi búa nhưng phía trước liền không có lấy lần này tô hàng cố ý dùng hết khí lực nhưng cũng vẫn là không có cầm lên cái này liền kỳ quái rõ ràng đồng tử kia chỉ là một người bình thường mà thôi liền hắn đều có thể cầm lên lưỡi búa thế nhưng là tô hàng dùng sức cũng không cách nào cầm lấy hắn không thể không nhiều quan sát nhìn một chút rất nhanh cũng liền phát hiện huyền bí trong đó phía trên khắc chế huyền diệu phù văn hạn chế người khác sử dụng ngoại trừ loại này đơn giản tác dụng cũng không có khác công dụng nhưng vấn đề lại là cái này đơn giản phù văn lại có thể chống cự cử cửu phẩm thực lực quả thực làm người ta giật mình hệ thống giúp ta đem bộ này phù văn cho phục chế xuống tô hàng đương nhiên sẽ không bỏ qua thứ đồ tốt này lợi dụng hệ thống tiện lợi trực tiếp đem trọn bộ đều cho phục chế chẳng được bao lâu là được rồi tô hàng đang chuẩn bị để cho hệ thống cho hắn phá giải tiếp đó chính mình lại đi thử một phen nhưng lúc này phòng nhỏ cửa phòng lần nữa được mở ra vừa mới cái kia thon gầy nam nhân lại một lần nữa đi ra trước sau cũng bất quá còn không có tô hàng đi vào một nửa thời gian dài vừa ra khỏi cửa đương nhiên lập tức liền có thể nhìn thấy ngồi ở trên cái băng gỗ tô hàng gặp trong tay tô hàng còn cầm lưỡi búa người kia liền càng thêm tin tưởng Tô Hàng là người của nơi này, lại là tính cách lễ phép nở nụ cười, lúc này mới gật gật đầu, đi theo đồng tử ra ngoài. Đi tới cửa, người dẫn đường đưa qua màu đen dù, hai người một trước một sau rời đi chỗ này bí cảnh. Đồng tử đưa đi khách nhân, liền muốn trở lại đống củi, gặp Tô Hàng ngồi ở vị trí của hắn, cũng không có để cho Tô Hàng rời đi, chỉ nói, tiên sinh, cái kia lưỡi búa chỉ có ta có thể sử dụng, những người khác đều là lấy không nổi, tiểu thư nói qua, sợ bị người cho trộn đi cho nên cố ý ở phía trên tăng thêm pháp trận lời này giống như chính là đối với tô hàng nói bởi vì tô hàng bây giờ còn nắm đâu bất quá hắn cũng không cảm thấy ngượng ngùng rất tự nhiên liền lấy mở ngược lại hỏi vừa rồi tên kia là người nào hắn như thế nào cũng tới tới đây đồng tử phía ngoài đại tiểu thư tìm đến người tiểu thư sẽ phụ trách chiêu đãi chỉ có nói thứ gì những thứ này chúng ta là không nghe được bất quá tiên sinh là cái thứ nhất lưu tại nơi này ngoại nhân nói xong hắn còn cố ý điểm một cái tô hàng đối với cái này thân phận đặc thù tô hàng cũng không có gì cảm thấy vui vẻ cho nên nói, ở đây cũng không phải là ngăn cách, thường xuyên sẽ có người đi vào. Đồng tử gật gật đầu, sẽ có người đi vào, nhưng cũng nhìn thân thể của tiểu thư, nếu là đoạn thời gian kia tiểu thư trạng thái đặc biệt kém, cũng không có người tới. Tô Hàng gật gật đầu. Hơn nữa không chỉ là người sẽ đi vào, chúng ta cũng sẽ đi ra, ở đây rất nhiều thứ cũng không có, cần ta cùng tiểu nhân bội đi ra bên ngoài chọn mua. Tiểu nhân bội là người thị nữ kia tên, Tô Hàng cũng là đêm qua mới biết được. Phu quân Nam Tô Hàng là từ nơi đó tiến vào, tự nhiên sẽ nghĩ đến cái này nhưng lập tức cũng liền nghĩ đến cái kia rất không có khả năng đây là cái bí cảnh có thể thông hướng bất luận cái gì lưu lại thông đạo chỗ quân nam bây giờ thế nhưng là nhất cá thị phi chi địa nếu để cho đồng tử gặp phải phiền toái nhưng là không xong không phải chỗ là phía ngoài hai tên gia hỏa quyết định ta cùng tiểu nhân bội cũng là nghe bọn hắn nghe ngữ khí giống như giữa bọn hắn cũng không quá quen thuộc tô hàng càng là tò mò hỏi ngươi không cùng phía ngoài hai người giao tiếp rất ít sao bọn hắn là đại tiểu thư người chưa từng cùng người nói chuyện, giống như quái nhân. Nói xong lúc, đồng tử trên mặt còn có chút vẻ khinh bỉ. Tô Hàng cũng nhớ tới tới cùng người dẫn đường kia giao tiếp, từ đầu đến cuối cũng chỉ nói một câu nói mà thôi. Quả thật có chút quái. Tô Hàng phụ hòa đạo. Tiên sinh, có thể để một chút không? Ta còn muốn tiếp tục trẻ củi. Có thể là cảm thấy tán gẫu thời gian quá dài, làm trễ nải đốn củi thời gian, đồng tử nhắc nhở. Tô Hàng lúc này mới đứng dậy, đem vị trí nhường lại về sau lại hỏi hỏi liên quan tới vị chủ nhân kia gia sự, thế nhưng là đồng tử biết đến cũng không phải rất nhiều, Tô Hàng cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng, liền phơi phới đi ra. Tất nhiên người tới đã đi, Tô Hàng vẫn là tiếp tục đi đến kiếm trì, xem có thể hay không đem cái kia ba 000 điểm số cho kiếm được. Ngồi một hồi, Tô Hàng cũng vẫn là không nghĩ tới biện pháp. Nhưng lại tại muốn đến giữa trưa lúc, một cái thân ảnh cực nhanh từ một bên trong rừng thật nhanh toán loạn lấy, hướng về Tô Hàng mà đến. Chờ đến Tô Hàng cách đó không xa một gốc hơi lớn hơn án trên cây, cái thân ảnh kia mới định trụ thân thể. Nguyên lai là một cái con khỉ, lúc này đứng tại trên nhánh cây, đang mở to mắt to tò mò nhìn Tô Hàng. Tô Hàng cũng cảm thấy kỳ quái, mặc dù là một cái súc sinh, thế nhưng là rõ ràng súc sinh này đã có tu vi nhất định, hơn nữa khoảng cách hóa hình giống như cũng không xa lắm. Có lẽ là linh khí nơi này nồng đậm, lại thêm cũng không có người nào sẽ làm trảm yêu trừ ma sự tình, phóng túng những giả thú này, mới có bây giờ tràn diện này. Đối với Tô Hàng người này, con khỉ kia cũng không tiếp cận, chỉ là đang quan sát mà thôi rất nhanh hắn giống như phát hiện tô hàng cũng không có muốn đối hắn ý xuất thủ lúc này mới đánh bạo đến gần rất nhiều tô hàng ngồi ở chỗ đó phản phất một tòa pho tượng hắn chỉ là hiếu kỳ cái con khỉ đi tới nơi này này là muốn làm cái gì cũng không quấy rầy hắn chỉ là an tĩnh nhìn xem đợi đến con khỉ kia xác nhận tô hàng cũng sẽ không động lúc này mới hoàn toàn buông tay buông chân mà hắn lại là hướng về kiếm trì tới gần tô hàng chớp chớp mắt cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ cái con khỉ này còn muốn tiến vào kiếm trì sao đây không phải là tự tìm cái chết. Chẳng lẽ là lần đầu tiên tới ở đây, vậy hắn nếu là đi vào, Tô Hàng phải chăng nếu là ra tay ngăn cản. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng cũng không tính ra tay, liền người tu hành đều phải đối mặt vô tận nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bỏ mình hồn diệt, huống chi là một cái con khỉ. Mà chính xác cùng phỏng đoán một dạng, con khỉ càng ngày càng tới gần kiếm trì. Nhưng mà nó cũng không phải là lập tức liền đi vào trong hồ, đứng ở một bên nắm nhìn thời gian thật dài, nó mới bước ra một chân đi vào trong nước. Tại trong tương tưởng của Tô Hàng, con khỉ kia chắc chắn đau đớn kêu rên lên tiếng, mà lôi ra ngoài chân cũng chắc chắn bị vô tận kiếm ý giết ngay cả cặn cũng không còn phía dưới. Nhưng loại này tưởng tượng cũng không có phát sinh, con khỉ kia đang thử đem cái chân còn lại cũng cùng nhau bước vào. Tô Hàng kinh ngạc bỗng nhúc nhích, mà cái này khẽ động đứng yên tức liền hù dọa con khỉ kia, để cho hắn cũng không dám đi vào kiếm trì bên trong, chạy trốn tầm thường nhảy lên một cái. Chương 470, một cái khỉ. Tô Hàng hữu tâm đuổi theo, nhưng con khỉ kia rất nhanh chui vào trong rừng, giấu ở trong xanh tươi, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả tô hàng đều đã mất đi dấu vết. Xem ra nếu như muốn cầm tới trong hồ chui này thần bí trường kiếm, chỉ có thể dựa vào cái vật nhỏ này. Từ chân núi trở lại kiếm trì, phát hiện đồng tử kia đang chờ. Tiên sinh. Tại tô hàng đi qua, hắn cũng rất khách khí cùng tô hàng chào hỏi. Tìm ta sao? Tô hàng hỏi. Nhưng đồng tử lại lắc đầu, ta đang chờ hoang hoang, ân, nó là một cái con khỉ. Sợ tô hàng không rõ ràng, hắn còn chủ động giới thiệu nói. Con khỉ kia, ngươi biết. Tô Hàng hơi kinh ngạc. Đồng tử cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tiên sinh gặp được hoang hoang. Tiên sinh biết nó ở nơi nào không? Bình thường hắn đều lại muốn tới nơi này, nhưng là hôm nay nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, đến bây giờ cũng không có nhìn thấy. Cũng không biết phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trên mặt của hắn lộ ra một tia lo nghĩ. Ta chính xác gặp được, bất quá bị ta dọa chạy. Tô Hàng đem sự tình vừa rồi nói đơn giản một lần. Nghe được con khỉ kia không có việc gì, Đồng tử trên mặt lại lộ ra vui mừng, hoang hoang vẫn là rất thông minh, chỉ cần không phải xảy ra vấn đề, chính nó có thể chiếu cố tốt chính mình. Tô Hàng gặp đồng tử giống như cùng con khỉ kia rất quen thuộc, liền thử dò xét hỏi, ngươi cùng con khỉ kia quen biết sao? Có thể giao lưu. ân từ ta tới đây sau đó, liền quen biết hoang hoang, cái tên này vẫn là ta cho hắn lấy đâu. Không sai biệt lắm có thể giao lưu à, hoang hoang rất thông minh, ta nói chuyện nó đều có thể nghe hiểu. Vốn là còn lo lắng muốn đi đâu tìm con khỉ kia bây giờ lại chủ động đưa tới cửa. Ta có thể mời ngươi còn có cái kia. Hoang hoang giúp ta một cái bận rộn sao? Sẽ không để cho các ngươi không công hỗ trợ, ta có thể dùng cái này cùng các ngươi trao đổi. Lấy ra một cái hóa linh đan, Tô Hàng giải thích nói, đây là một cái hóa linh đan, ta nhìn thấy nó muốn hóa hình, viên đan dược này có thể giúp nó củng cố cảnh giới. Mà ngươi mà nói, ngươi có khác thâm tạ. Đồng tử mưa dầm thấm đất, cũng minh bạch hoang hoang có thể muốn hóa hình, mà nghe được Tô Hàng nói viên đan dược này có thể giúp cho hoang hoang, hắn cũng cảm thấy cao hứng. Tiên sinh, ngươi muốn hoang hoang giúp ngươi làm cái gì? Nếu như là chuyện quá khó khăn, hoang hoang chỉ sợ cũng không làm được. Tô hàng khoát khoát tay, cũng sẽ không quá khó, ngươi biết hoang hoang là có thể đi vào kiếm trì bên trong A. Ân, ở trong đó rất nguy hiểm, thế nhưng là hoang hoang lại không có chút nào sợ. Ta muốn để nó giúp ta chính là đi vào kiếm trì phía dưới, đem một thanh trường kiếm lấy ra. Chỉ là như vậy sao? Đồng tử nghi ngờ hỏi. Tô Hàng gật gật đầu, chỉ là như vậy đồng tử nghĩ nghĩ tiên sinh nếu như chỉ là lấy kiếm mà nói khi đối hoang hoang hẳn là không cái gì khó khăn hoang hoang thường xuyên từ bên trong có thể nhặt được một vài thứ đi lên lần trước còn đưa cho ta một cái đồng tiền lớn bất quá hôm nay hoang hoang bị tiên sinh hù chạy ta cũng không biết muốn tới nơi đó tìm được hoang hoang tiên sinh chỉ có thể chờ đợi đến minh bạch hoang hoang trở lại tô hàng ngược lại cũng không gấp gáp ngược lại ngày mai còn tại hai ngày kỳ hạn bên trong hắn còn không biết ly khai nơi này ân ừ, vậy thì chờ ngày mai a à. cùng đồng tử ước định cẩn thận hai người cũng cùng nhau hướng về phòng nhỏ phương hướng đi đến, nhưng không nghĩ tới vừa trở về liền gặp được một cái toàn thân áo trắng mang theo lụa trắng nữ nhân ở tiểu nhân bội nâng đỡ hướng về núi xa xa dưới đường đi đến. tô hàng nhìn đồng tử một mắt, hắn cũng vẫn là rất bình thường, liền chủ động hỏi chủ nhân nhà ngươi là muốn đi địa phương nào sao? lúc này chủ nhân muốn đi sườn núi thanh đàm đến đó làm cái gì? đồng tử ngẩng đầu có chút do dự nhìn một chút tô hàng, chẳng lẽ có cái gì không thể nói sao? quên đi ngươi có thể không cần nói cho ta đồng tử lúc này mới như trút được gánh nặng không sai biệt lắm trở về cũng là đến lúc nấu cơm cùng tô hàng cáo từ đồng tử liền vào phòng bếp giữ lại tô hàng một người đứng tại trong viện mà tô hàng đợi đến đồng tử thân ảnh không thấy hắn liền nhanh chóng hướng về vừa rồi một đôi chủ tớ nơi biến mất đuổi theo mặc dù ngoài miệng cũng không có nói cái gì nhưng trong lòng lại hết sức hiếu kỳ đuổi bất quá một hai dặm lộ liền nghe được tiếng nước nghĩ đến chính là đồng tử trong miệng thanh đàm loại này sơn tuyền chảy xuôi thanh âm nhiều thanh thúy, tựa như ngọc châu rơi vào trong mâm. Mặc dù cũng có thể nghe được đôi kia chủ tớ âm thanh, nhưng vừa tới vị kia tên bệnh thoi thóc thanh âm nói chuyện từ trước đến nay rất nhỏ, lại thứ yếu cũng là bị nước suối âm thanh bao trùm, Tô Hàng cũng không thể nghe rõ nàng đang nói một chút cái gì. Vì không bị đối phương phát hiện, lặng lẽ giấu ở một khối đá sau lưng, âm thanh cũng càng thêm rõ ràng. Nhưng Tô Hàng cẩn thận nghe xong, lại chỉ là hai người đang nói hàng đàm lạnh buốt, rất thích hợp tắm rửa sự tình. Tô Hàng lúc này mới cảm thấy chính mình có chút đường đột, mặc dù Hiếu Kỳ thế nhưng không phải loại kia sắc loại sói đói, muốn làm loại này không có phẩm sự tình tới thỏa mãn mình Hiếu Kỳ. Hắn tự ở cự thạch đằng sau, chỉ là trông coi, cũng là thực hiện chức trách của mình a, à, có thể cái kia không tồn tại địch nhân lại ở chỗ này động thủ đâu. Hai người rất là vui sướng, cười cười nói nói, thậm chí ngay cả tinh thần cũng không có suy yếu như thế không chịu nổi, giống như là một người bình thường trêu đùa. Không đầy một lát, hai người muốn lên bờ tới, Tô Hàng cũng chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này đột nhiên cảm thấy có khác biệt khí tức đang nhanh chóng hướng về ở đây chạy đến thật chẳng lẽ bị hắn lo lắng đến cái kia không biết gia hỏa lựa chọn ở đây động thủ mặc dù nghĩ như vậy tô hàng cũng không có lập tức đi ra càng là trốn ở một bên trong bụi cỏ đem chính mình ẩn tàng sâu hơn hắn không thể vững tin đối phương là bằng hữu vẫn là địch nhân người tới cũng là một vị nữ tử vừa mới rơi vào tô hàng bất quá ba em mờ chỗ liền có thể ngửi được một cổ nhàn nhạc sơn chi hương hoa nàng không có phát hiện tô hàng trực tiếp hướng đi thanh đàm Tô Hàng nghiêng tai lắng nghe, bên trong vị kia nhìn thấy cao gầy nữ tử đi vào, lập tức liền mừng rỡ kêu lên tiếng. Thi Nhi, làm sao ngươi tới nơi này? Xem ra không phải địch nhân rồi, Tô Hàng cũng là thở vào một cái, nhưng khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn phun ra, liền nghe được vị kia gọi là Thi Nhi cao gầy nữ nhân ngữ khí lạnh lẽo đạo. Đương nhiên là mang ngươi đi. Dẫn ta đi. Thi nhân huynh thế nào, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cùng ta đến lúc đó, ngươi tự nhiên là biết. Nói xong, Tô Hàng liền nghe được một tiếng phong hưởng, đó là phi thân động tác. Cũng không lo được bây giờ bên trong đến cùng như thế nào một cảnh tượng, Tô Hàng lập tức liền đứng dậy đi ra, vượt qua đá xanh, đồng thời cũng rút ra hỗn nguyên kiếm. Mà nhảy đến phía trên, vừa vặn nhìn thấy đạo thân ảnh kia đang xông về phía đối phương, Tô Hàng cũng không suy nghĩ nhiều, chọn kiếm liền đi chặn lại. Giống như cũng chú ý tới đến từ phương hướng khác nguy hiểm, cái này cao gầy nữ nhân bản năng lui, không có trực tiếp đối đầu cái này không biết công kích. Tô Tiên Sinh Hai chủ tớ người nhất thời đều hoảng hồn, nhìn thấy tô hàng cũng là hết sức kinh ngạc hô lên âm thanh. Tô hàng vừa rồi cũng không có chú ý tới các nàng có hay không mặc quần áo tử tế, bây giờ cũng chỉ là đưa lưng về phía các nàng, ấm tiếng nói. Là ta,